tôi nghèo nên chẳng nhận kim cương, chỉ đeo nhẫn chỉ cho an toàn. Hello, xin chào. Cách đây 3 bữa mình cũng mới vừa bị mọc lẹo ở mắt và mình đã chữa khỏi chỉ trong một đêm thôi. Thì mấy chục năm nay mình áp dụng cái phương pháp này, mình không nghĩ là có nhiều người vẫn chưa biết, cho nên nay mình phổ biến. Tại vì hồi sáng mới nghe con nhỏ em nó nói là bạn của nó đâu cũng bị, mà để tới mức mà nó nặng, nó nổi mủ lên rồi phải đi bệnh viện, rồi bác sĩ khám, rồi cho thuốc uống đó là mình. Nhưng mình thấy cái này nó chữa rất là đơn giản, mà nếu mà không biết thì tự nhiên mình phải tốn thời gian rồi lo lắng, rồi còn phải đi bệnh viện rồi nạp thêm thuốc chất độc cho người nữa. Trong khi nếu mà ta biết là chỉ cần xử lý một cái mẹo rất là đơn giản thôi, không mất gì cả. Thì hôm nay mình sẽ giải mã cái mẹo chữa lẹo mắt, chữa mọc lẹo mắt. Thực ra đó là do nóng nóng trong người, rồi nó nổi cũng giống như nổi mụn, nó là một cái mụn trứng cá thôi, nhưng mà do nó mọc ở mắt thì nó được gọi là cục lẹo. Dân gian thì có nhiều cách chữa lắm. Họ có khi là họ đi ngang một cái giếng, hồi xưa người ta còn sẽ giếng đào á, thì người ta lụm cục đá xong người ta nói cái lẹo dục, người ta nói cái câu thần chú mọc lẹo gì của mày, tao trả mày đi, người ta ném cái cục đá đó xuống cái giếng. Nhưng mà mấy cái cách đó thì tôi chỉ nghe thôi chứ tôi chưa có làm. Mà tôi hay làm nhất là cái cách cột cọng chỉ này nè. Cái này rất là dễ kiếm mà không cần phải đi tìm cái giếng, nhà ai thì cũng có chỉ. Thì cái điều kiện á là các bạn phải nhớ là làm đúng thời điểm nó mới quan trọng, nó mới hiệu quả. Còn mà làm sai thời điểm thì cũng như không à. Tức là điều kiện là gì? Khi mà mình phát hiện mắt mình có vấn đề, có một cái mụn, thì bắt đầu mình cảm thấy hơi đau đau cộm cộm đó, là ngay lập tức mình phải đi làm ngay và liền. Mình đừng có để cho nó 2-3 ngày xong bắt đầu nó sưng, nó tấy, nó làm mủ rồi, xong rồi mình làm thì nó không có tác dụng nữa. Là nó chỉ có tác dụng khi mà ngay cái lúc mà bắt đầu nó vừa mầm móng lên thôi. Nhưng bữa hôm kia mắt tôi tự nhiên nó nổi đỏ ngay cái đuôi mắt này nè, sờ lên có một cục chà bá đang nổi lên mà mắt nó rất là cộm, khó chịu lắm. Thế là chạy đi làm liền, là sáng ngày hôm sau sẹp luôn đó. Thì cái điều kiện thứ nhất là cần phải lưu ý là ngay khi bắt đầu phát hiện ra là phải làm ngay. Và cái điều kiện thứ hai đó là gì? Làm trong âm thầm ha, đừng có quảng bá. Đó gọi là mẹo thì mình phải càng kín đáo càng tốt, chứ đừng có le xoe đi ra kêu người này người kia cột giùm hay này nọ, thì nó không có hiệu quả bằng mình cứ âm thầm mình làm một cách mà càng kín càng tốt. Còn người ta có phát hiện hay không thì sau này phát hiện rồi kệ. Còn cái lúc mình làm á, mình đừng có quảng bá, mình đừng để cho ai biết mình đang làm cái chuyện đó. Đó, vậy đó. Thì cái đó là điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ nhất là ngay khi phát hiện. Điều kiện thứ hai là phải làm trong cái tinh thần là kín đáo một chút, không cho ai biết. Và cái điều kiện thứ ba đó là mình bị mắt nào thì mình đeo cái ngón tay đối diện ha. Ví dụ như bị mắt trái thì sẽ đeo bên tay phải, còn bị mắt phải thì đeo bên tay trái. Còn đeo vào ngón nào? Ngón nào? Thì nó là cái ngón giữa này. Đeo vào ngón giữa. Ông bà ta rất hay, hồi xưa đã chỉ định cho mình đeo ngón giữa. Mấy chục năm trước đâu có hiểu tại sao phải đeo ngón giữa, cũng có thắc mắc chứ, tại sao không phải là ngón trỏ, ngón đeo nhẫn mà lại là ngón giữa. Mãi tới thời 4.0 rồi mới hiểu là tại sao phải đeo ngón giữa. Tại vì biết sao không? Cái lẹo người xưa người ta nói là gì, người ta hay ví là gì, nhìn bậy cho nên mới bị mọc lẹo, đúng không? Đó, đa số là vậy. Nhưng mà thực ra đó là cái mụn trứng cá thôi. Nhưng rồi bây giờ mình mới hiểu cái ngón giữa là cái ngón bậy, cho nên là ông bà ta nó kêu là đeo ngón giữa là để lấy độc trị độc đó, mày bậy phải lấy cái bậy tôi trị mày. Giờ hiểu tại sao phải đeo ngón giữa rồi ha. Rồi, và một cái điều kiện cuối nữa là gì? Con gái thì sẽ đeo 9 vòng mà con trai thì đeo 7 vòng. Thì giờ cứ một mình đeo được mà, mình cầm cọng chỉ này ra nè, lấy cọng chỉ ra cầm ra nè, xong mình đưa cái ngón giữa mình ra, mình quay, mình để đây mình quay là một vòng nè, hai vòng nè,
3 vòng, 4 vòng, 5 vòng, 6 vòng, 7 vòng, 8 vòng, 9 vòng. Sau đó mình cắt. Mình cắt nó đi xong rồi mình cột dây lại. Đừng có cột chặt quá, cứ cột lỏng lỏng ra chút, cột chặt quá thì nó bí máu huyết nó không có lưu thông. Cột sao đừng cho nó rớt là được rồi. Giờ còn cái chuyện chỉ màu gì thì không quan trọng ha, màu gì cũng được. Ai mà đi làm á, thì mình ngại thì mình sẽ đeo chỉ màu trắng để cho nó bớt nổi đi. Còn tôi làm biến lên lầu, tôi lấy chỉ trắng hay tôi lấy chỉ đen, tôi làm cho nó nổi. Cột mình thì nó hơi khó một chút nhưng mà chịu khó nha, chứ đừng có đi ra nhờ người khác là sôi hỏng bỏng không đó. Đó, cột cho nó 2 vòng xong rồi nó dư cái nào thì mình cắt bớt đi. Đó, xong rồi giờ mình xăng cho nó vô nè, đó nó thành một cái cọng nhẫn chưa đó, thì nó ra một cái nhẫn màu đen. À, còn đi làm thì đeo màu trắng vô cho nó khỏi thấy, cho người ta khỏi chú ý cũng được. Có nhà có mình ơn là kệ, đeo màu đen cho nó nổi để cho biết mình để cho biết mình có những chỉ. Đó là cái điều kiện đeo chỉ. Rồi sau khi đeo chỉ xong á thì hồi xưa mình hay chà, mình ngủ bằng chiếu á, mình hay chà cái tay xuống chiếu để cho nó nóng rồi mình ịn lên mắt, thì cũng ịn 9 cái. Nhưng mà do bây giờ mình không có nằm chiếu, đa số là nằm nệm, thì mình có thể dùng bằng cách là mình lấy cái nồi á, mình đun một ít nước sôi lên để cho nó bốc cái hơi nóng lên, sau đó mình đưa cái tay lên trên cái nồi á, mình hơ cho cái hơi nước hơi nóng nó nóng cái bàn tay mình lên, sau đó mình ịn, mình cứ nóng tới đâu cái mình ịn tới đó, ịn 9 cái đó. Cứ mỗi lần mình ịn 9 cái, một ngày mình ịn khoảng 2-3 lần gì đó, để cho nó giảm bớt cái độ sưng, rồi kết hợp với đeo cái này thì chừng ngày là sẹp. Thì đó là cái mẹo để chữa lẹo mắt. Nếu như ta biết thì chữa rất là đơn giản, không có phiền toái gì hết. Thì mấy chục năm nay là mình áp dụng cái phương pháp này không á, chứ hồi đầu không biết là cứ để cho nó sưng ra, xong nó vỡ ra, trời nó đau, rồi chớp mắt vô nó hai cái mi, cái lông mi nó chạm vô cũng khó chịu nữa. Từ hồi mà có cái mẹo này rồi thì đâu có cần phải chờ nó phì ra làm gì, mới chớm chớm là bắt đầu bụp liền, nhú lên là phải dập liền cho không kịp ngáp, chứ không thôi để nó sinh sôi để trứng ra chữa mệt lắm à. Rồi hy vọng sau này những ai mà bị mọc lẹo thì sẽ thì không phải đi tới bệnh viện để nạp thêm mớ thuốc độc vô người. Ok.